Xin được kính chào tất cả các đồng minh thân yêu của tôi. Chào đón các bạn đến với video. Bết đầy cũng qua. Ngại quá. Dạ cái đầu còn bết đề. Nhưng mà đâu phải vì tôi muốn thế. Làm bộ đó, thật ra tôi cũng muốn thế. Anh em tổ chức cho. Rượu, tụi nó mua. Môi, tụi nó cũng mua. Đã vậy đồng minh chân chính của tôi đó cũng ghép hình tôi như thế này. Thấy chưa, thấy dễ thương không? Ôi nhìn em bằng áo màu hồng kìa. Thật bất ngờ là làm sao họ biết được ngày sinh nhật của tôi chứ. Đôi lúc tôi còn quên nữa kìa. Nên tôi mới nghĩ rằng tại sao lại không thực hiện một video sinh nhật để khoe với các bạn. Sinh nhật của một người cha đã sắp bước qua bên kia ngọn đồi của nhan sắc, mặc dù bây giờ vẫn còn đang rực rỡ. Thôi thì mình lưu lại kỷ niệm ngày sinh. Thưa tất cả các bạn, sinh nhật của tôi là vào ngày 30 tháng 7. Nhưng mà hôm nay đã là ngày 31 tháng 7. Hôm qua mới là sinh nhật, nhưng hôm nay mới là thứ 7 nè. Anh em chúng tôi thường nhậu vào tối nay. Super Saturday mà lại... Nói như thế không có nghĩa là ngày hôm qua đó, ngày sinh nhật của tôi không làm gì cả. Hai vợ chồng son, trốn con, đi hú hí, thưa các bạn. Hai vợ chồng đi quay phim, cái bộ phim của Disney vừa mới ra đó. Hay lắm, phim này hay lắm. Quay phim chỉ là phụ thôi. Đi tới cái rạp chiếu phim này mục đích để mà ăn quá kìa. Bắp rang sao nhiều vậy trời, sao không cầm cái tay nó ướt làm sao đó. Tôi đi quay phim là phụ thôi, phải ăn thế này nè, hai vợ chồng hai cái ly cheese thế này nè, phải trả thêm 2 đồng cho một ly như vậy đó. Ăn với gì? Ăn với nacho. Yes, ớt chua này vô em. Bật cái ghế nằm dài ra cho nó đã cái coi. Đó. Sinh nhật của tôi mà tôi có quyền mà phải không? Vậy mới hưởng thụ. Thì sau khi quay phim xong thì hai vợ chồng tôi về. Giống như kế hoạch mà chúng tôi đề ra ngay từ đầu đó là hai vợ chồng sẽ cùng hát karaoke. Vâng thưa các bạn, mở đầu thì chúng tôi hát bài Tàu Anh Qua Núi. Nhưng mà sắp gần về khuya đó, sắp tan cuộc đó, thì chúng tôi lại chốt một bài Mưa Rừng. Và rồi, ngày hôm nay, may quá, bây giờ trời nóng lắm. Nóng 90 mấy, gần có 100 độ. Nhưng mà hôm nay mưa cả ngày luôn. Nên không khí bây giờ rất thoáng mát, khoảng 70 mấy, gần 80 độ F mà thôi. Anh em sẵn sàng tới để dự tiệc ngày hôm nay. Tôi sẽ đem tới cho các bạn những hình ảnh sinh nhật của tôi, có những thứ gì hay ho. Và có một video này xin được cảm ơn tất cả các bạn đã gửi lời chúc sinh nhật đến cho Hến Gia, tức là tôi đó, ở trên Facebook nha. Cảm ơn nhiều. Sẵn nhắc đến bài đăng này ở trên Facebook, thì ngoài những lời chúc sinh nhật ra, còn có vài đồng minh đầu trong mặt ngựa nhắn với tôi rằng nếu có hát karaoke hãy nhớ quay lại nha anh. Tôi liền dứt khoát trả lời không quay được vì hát rất là ồn ào. Nhìn vào bức hình thumbnail thì các bạn cũng biết lương thực chính của chúng ta ngày hôm nay là món gì rồi. Vâng, một con heo quay nặng 50 pound mà anh em đã đặt hôm qua. Hôm nay vào lúc 7 giờ tối thì lò quay heo sẽ quay xong rồi mới gọi chúng tôi tới lấy. Lúc mà chúng tôi gọi đặt heo á thì họ có hỏi để làm gì. Chúng tôi liền trả lời đại là để làm đám hỏi. Không ngờ họ hào sảng liền hứa là sẽ quay đẹp nhất và ngon nhất. Nên không may, bây giờ mà lò quay heo có coi được cái video này thì chắc chắn họ đang chửi cha thằng nào sinh nhật nè. Còn 30 phút nữa mới đến giờ đi lấy heo quay, nên tôi ung dung chuẩn bị các thứ cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn không bị đuôi thì các bạn có thể nhận ra kia là cái tấm thớt. Con dao màu đen này là dùng để xẻo thịt, xẻo tới đâu ăn tới đó. Còn đây là mã tấu Tây Tạng để chặt heo, cái này bén lắm. Thời thế chiến lính Anh chuyên dùng để xả Hitler. Bên góc bao còn có 2 cây phi tiêu, rất tiện lợi cho chúng ta. Không may lúc chúng ta đang ăn mà con heo đứng dậy bỏ chạy thì ta có thể dùng để tiểu lý phi đao nó. Một phát chưa xong thì ta còn phát thứ hai tiếp ứng. Heo quay sẽ được ăn chung với bún hoặc cơm. Anh em tha hồ chọn lựa một cách quán tính theo tiềm thức. Còn có cả rau sống để ăn kèm. Nước chấm thì có 2 thứ. Đầu tiên là loại sauce hình thánh của tôi,
đã từng có người trả giá 20 đô để mua công thức mà tôi vẫn chưa chịu bán. Tưởng tượng đi, hãy tưởng tượng đi. Lấy một miếng heo quay giòn rụm, chấm vào cái loại nước sốt đặc chế này của Hoa. Còn gì bằng. Và thứ hai là mắm nêm, pha chế theo phong cách Lăng Cô, quê hương tôi. Còn đây là hai chai rượu mễ, nhiêu đây cũng đủ hạ gục Võ Tòng. Võ Tòng mà uống hết hai chai còn phải say, nhiều khi say quá nói luôn có tiếng Mexico chứ không có chơi. Mua hai chai cho nó oi vậy thôi, chứ tửu lượng của chúng tôi làm được nửa chai là cùng. Rượu này phải uống lạnh, cứ hễ uống một ly thì phải cầm một lắc chanh chấm muối mà mút. Tôi liền ra tay chuẩn bị muối và chanh, nhưng phải chuẩn bị một cách đẹp nhất có thể. Tiệc sinh nhật mà lại... Lúc đầu tôi định xếp những lắc chanh thành hình đóa hoa sen, vì hoa sen còn được gọi là hoa quân tử, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vâng, giống tôi vậy đó. Nhậu say, không bao giờ phá phách, cùng lắm là cười thôi. Đặc biệt là không bao giờ đánh vợ. Ngu gì đánh, đánh nó gọi cảnh sát thì bỏ mẹ. Nhưng lời hoay xếp một lúc thì tôi chợt nhớ ra, toàn là được rửa nhậu với nhau không mà vẽ vời chi cho nó mệt. Thế là tôi kệ cha hoa sen luôn, quăng đại vào hết. Còn đây là lò ga mini. Nếu anh em có thằng nào muốn ăn miếng heo quay nóng đến bỏng mỏ thì xéo thịt ra, kẹp lại rồi bỏ lên hơ lửa là ok number one. Và rồi, heo quay vừa mới ra lò và đã được lấy về. 50 bao, vừa mới quay xong luôn, nóng hôi hổi. Cúi hàng. Giòn rụm, còn bút khói, còn nóng này. Trời ơi, có chịu nổi không? Còn nóng hơi hổ như thế này mình phải làm miếng liền chứ, nó đang giòn mà. Đó, phải chơi đến cái mã tấu của lính Anh này. Vào thời thế chiến nhất nhì đó kệ cha nó, mình không cần biết, mình phải review trước cái đã tính sau. Ú chà, nè nghe thử nha. Cắt miếng thịt luôn chưa đây, già rồi. Bây giờ ăn thử miếng thịt này, mỡ này. Cuối cùng mưa đã tạnh, hoàng hôn phủ lối, nhưng chớp mắt màn đêm đã xâm chiếm. Âm hồn các đảng đã tới, cả đám liền phấn chấn tinh thần. Thằng nhảy cao, mở ra đi. 50 pound chứ dưỡng hả? Mở giấy ra thôi. Anh em coi thử ăn bài như thế nào đó cho nó gọn để lát nữa mình ăn. Đủ. Giòn lắm. Cái ông mà bán ông đó là ông quay liên tục 12 tiếng. Phải 12 tiếng. Phải quay đúng lửa của nó, da nó mới nổ ra như thế này. Cầm cái mã tấu của Tây Tạng lên coi coi. Ê, bén lắm nha, cẩn thận nha. Mùi heo quay ngát hương, hơi nóng vẫn còn. Mỗi thằng liền nhanh tay làm một miếng. Tụi nó nói rằng thịt còn nóng, còn giòn, nên không cần lò ga này. Tôi liền đi hâm cơm lại, lấy chén đũa rồi sẽ để hết lên bàn. Vâng, chúng tôi sẽ ăn theo cái kiểu hình thức buffet heo. Không ngờ, khi trở lại bàn thì tôi liền hết hồn. Tôi mới có rời khỏi bàn 10 phút mà ba thằng này đã tổ chức chương trình đồi trụy. Ba thằng thay phiên nhau, mỗi thằng làm một phát, làm cho đít con heo tét lét như thế này. Miệng thì cứ khen cực phẩm. Tôi cần ăn nguyên miếng chanh không khôi hay là múc miếng chanh thôi? Ngậm cũng được rồi. Ngậm thôi hả? Đâu có ăn chứ không cần nhà. Ăn cũng được, tùy thôi.
Vô. 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 Thank you anh em, thank you anh em. Gắt quá, lâu rồi mình không uống cái rượu mà strong như thế này ha. Gắt quá. Hôm bữa mình sống phải chăng. Đúng rồi. Khúc này bảo đảm đây các chị em phụ nữ chạy nước miếng rồng rồng nè. Thôi nè. Chùa không? Hơi thôi à. Ê nè nè anh em, thiếu nữ ra kìa, nói ra chào mấy ơn cô kìa. Quà daddy. Trời ơi, tặng quà daddy hả? Mà quà này quà gì? Happy birthday. Quà happy birthday đấy à? Tự làm à? Trời ơi cảm động quá. Nó ghi cái chữ Huy này, tên tôi này, nó ghi tên nó này. Đẹp quá, pen giỏi quá, thank you. Tặng cho đây được cái pen làm gì? Vẽ làm phim. À, nó cho tôi vẽ để làm phim. Những cái viết này tôi là nhớ đến hồi nhỏ đó, ăn rồi cứ gặp mấy người Tây đó. Can have a pen. Rồi, thank you con. Thì vô đi. Thưa các đồng minh, quà này của thiếu nữ tặng tôi. Còn đây, quà này của vợ tôi tặng tôi. Sinh nhật của chồng, tưởng tặng cái gì? Mua tặng cho tôi ba cái áo Messi. Trời ơi, mình thần tượng nó cũng đâu đến nỗi mà phải bận áo nó thế này. Nhưng mà sinh nhật, nàng mua tặng quà sinh nhật, bắt tôi hôm nay phải bận này. Quay này, nhà tôi mắc cười lắm nha. Tôi thì là mê Messi, ông già của tôi thì là mê Ronaldo. Nghe đồn là vợ tôi chuẩn bị order ba cái áo Ronaldo tặng cho ông già tôi. Còn cái thằng đá mòn đó, cái thằng mà đang cầm máy quay với các bạn đó, nó lại mê những cầu thủ Lukaku. Tôi hỏi nó tại sao thích Lukaku thì nó nói là chắc có thể là cái chữ cuối cùng của tên thằng đó có chữ cu. Đó, đây là quà của vợ tôi tặng, quà con gái tặng. Còn bên này, con heo này của anh em tặng. Đời con gì hạnh phúc bằng có đúng không? Anh em review thử miếng sốt tao làm quay, làm cực khổ lắm á. Gà chưa gáy tao đã thức dậy làm sốt rồi đó. Thích à? Thích sốt à? Đang thì vẫn giòn lắm à. Ba chị nè. Hơi ngon á. Ngon hả? Hợp á. Chút xì chứ. Sao? Không. Ngon hả? Hợp không? Hợp á. Anh thử miếng nấm nêm nhé. Còn đây là khúc review đáng được ghi vào sách sử của thằng đá mòn mà làm cho chúng tôi không nhìn được cười. Thú thực là lúc đó mặt nó rất nghiêm túc, tôi đã cố nhìn cười nhưng không tài nào nhìn được. Giống như cái kiểu mình đang chạy xe trên đường, thấy có tai nạn giao thông từ xa xa, cố nhủ lòng tới đó quyết sẽ không nhìn. Nhưng rồi khi chạy ngang, chịu không nổi phải liếc một cái. Cũng ngon. Cũng ngon. Cũng ngon nhưng mà hai sốt nó khác nhau. Nói chung là anh em đãi tôi, cái này là sinh nhật của tôi, anh em hùn tiền lại. Từ cái rượu cho đến con heo quay là anh em tự hùn hết, tự xử lý hết. Nhưng mà người đi lấy á, là vợ tôi. À, con này thực ra 400 á, tính ra giá cũng rẻ đây. Cái 50 pound mà 400 đồng là rẻ. Nếu mình có chợ mình chặt ra mình bán còn lời hơn nữa đúng không? Con này có thể bán được 800 á. Hình như hôm nay không phải birthday giống như đỉnh hôn. Cảm giác giống đỉnh hôn quá. Đám hỏi phải không? Ừ, đám hỏi đúng không? Thật là hoàn tán đó mà. Thật là hoàn tán hả? Làm xong ly rượu thứ hai thì thủ đoạn các heo quay của chúng tôi càng cao cường. Vâng, chúng tôi đang chơi ba nốt nhạc, đó là re la fa, tức là ra la phê, hả mỏ ra. Sau đó thằng nào thằng nấy cũng la, ú chú cha mà ơi, nó phê. Ê sao anh em? Say không? Mới có hai shot mà anh em nó thang say quá rồi không? Đó, chỗ này mới ngon này anh em, chấm mắm nêm này, vô. Mấy chỗ này nó mỡ lắm.
Cho tao nghe tiếng rộp. Mày cắt nhầm ngay cái chỗ mà giòn rụm luôn. Giòn thiệt đó. Không có dai chút nào nữa. Thầy qua này, thằng này này, chuyên nghiệp này. Thằng này quyết định nó không ăn thịt luôn, đăng da thôi. Thằng này ăn mâm niệm không được. Mới ăn sọt đó. Tao nghe tiếng rộp rộp. Tao kết cái tiếng đó đó. Nghe không? Nghe đã. Giòn hả? Rồi chúng mình happy birthday thôi. Happy birthday thôi. Happy birthday. Say già rồi. Vô. Phê. Tiếp tục. Làm xong ly thứ 3 thì nội lực của chúng tôi đã lan tỏa toàn thân, đến mức ruồi cũng không thể nào đậu được. Ngoại lực chạm vào bất cứ bộ phận nào ở trên cơ thể cũng bị dội ra. Nhưng chỉ có thức ăn, đặc biệt là heo quay, vẫn được trôi vào trong bụng một cách nhẹ nhàng tựa vuốt ve. Ngay cái bụng á. Ngon ha. Đây, để tôi ăn miếng bún nữa. Tốt, bạn Hiên, cắt cho mình vài miếng da để mình ăn chung với cái bún mắm nêm cái coi. Da không thôi hả? Không, da với thịt chứ, miếng nhỏ thôi nha bạn Hiên. Trời ơi, cho miếng hào sản quá. Thôi được rồi, thank you bạn Hiên. Ăn đi, cứ tự nhiên đi. Bây giờ phải làm miếng bún. Làm miếng bún cho nó phê, đỡ say. Bún mắm nêm heo quay. Trời ơi, cao lương mỹ vị đây chứ giỡn hả? Cao lương mỹ vị. Mấy cầm đế ớt này nè. Đừng nghĩ tôi say nha. Đừng nguyên trái. Chết mẹ tôi say được rồi, tốt rồi, cay quá. Người mới quay à. Tiếp tục đây. Chết mẹ tao ăn hai đứa rồi. Say tụi ngoài tao cay quá tốt rồi. Tụi ngoài cay quá tốt à. Cay. Chảy mồ hôi. Cái này do rượu nó chảy á. Anh tiếp cho hết cay đi. Bạn kia. Thằng em vợ trời sợ của tôi khôn lắm mà nha. Lúc đầu anh ta còn cắt thịt heo tử tế lắm, nhưng càng về sau anh ta lựa da ăn không à. Anh bỏ lại thông minh mãi, người thông minh như vậy á. Lấy đúng miếng da thôi, nó ăn thịt luôn. Thôi tối nay mày có thở không phải là Covid đâu nhá. Mà là mỡ heo lấp phổi. Thằng này âm thầm làm gì đấy? Này miếng cơm cho chắc bụng. Thằng này dễ ăn nha. Thằng nhảy cao này được lắm. Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa mà ăn mắm nêm còn hơn người Huế nữa. Mắm nêm mà nó cầm lên nó hấp giống như là hấp canh vậy đó, tôi tưởng nó uống than không ạ. Gần 1/3 con heo đã được anh em chúng tôi chốt hạ. Bắt đầu có những tiếng rên rỉ. Thằng thì ngồi thở dốc, thằng thì đờ đẫn. Như thằng này nè. Thằng kia bị gì mày? Thằng kia bị gì? Ủa anh nhiều thịt quá. Bị gì? Khó thở. Khó thở. Mày nhìn ngu bố mày. Thằng đá mòn thì khó thở. Thằng em vợ của tôi thì ngồi chê thịt khen da. Còn thằng nhảy cao thì say quá rồi. Cái mặt nó có nét vũ phu, có dấu hiệu muốn đánh vợ. May cho vợ của nó là không có mặt ở tại hiện trường. Làm thêm ly thứ tư thì không khí lại tưng bừng như trước, thế như trẻ tre. Chúng tôi đưa tay bút thịt liên tục đến nỗi gió rít vù vù. Tay chưa tới mà nội lực đã bao trùm lấy con heo nham nhở.
Trời về khuya, bóng Hằng Nga e thẹn nép mình về phía tay. Tiếng gió lao sao, hàng cây khẽ đung đưa. No quá, say quá các đồng minh à. Nhưng tôi vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng. Ê, rốt cuộc thì bốn thằng làm được cái phần chính giữa con heo thế này. Bây giờ phải chặt cho anh em đem về chứ. Mỗi thằng miếng đem về, thằng nào chê khúc nào thì sau đó mình mới tính sau. Nhưng may quá chúng ta có cái mã tấu Tây Tạng, thưa tất cả các bạn. Lính Anh thời đó dùng để mà chiến tranh thế giới, thế chiến phải không? Hôm nay chúng ta dùng con dao này, mã tấu này, tiêu diệt con heo. Ra đâu? Ra miếng ngon lành liền lập tức. Rất nhanh chóng, anh heo quay nham nhở đã được tôi thanh lý môn hộ gọn gàng. Mỗi thằng liền chọn vài miếng đem về cho gia đình. Thằng em vợ trời sợ thì lấy vài miếng da đem về cho vợ tương lai. Thằng nhảy cao thì xin miếng đẹp đẹp, ngon ngon đem về cho ba mẹ vợ. Nhưng thằng đá mòn thì rất là quá đáng. Hết xin cho má nó, nó còn xin thêm một miếng cho ông cậu của giường ba, anh em cột chèo với ông anh rể của chị dâu nó. Tuy đến mãi bây giờ, tôi vẫn chưa biết quan hệ máu mủ giữa nó với ông kia như thế nào. Nhưng lúc đó tôi vẫn chiều nó và chỉ biết chúc cho cái ông kia cùng với miếng heo quay được trăm năm hạnh phúc. Sau khi chia xong thì tôi phát hiện chỉ còn cái đầu heo, chẳng thằng nào thèm. Thế là tôi đành ngậm ngùi hưởng trọn. Vừa chặt tôi vừa căm phẫn hát hai câu trong bài Một đời người, một rừng cây của Trịnh Công Sơn, đó là: ai cũng dành phần tuyệt vời, heo thủ để dành cho tôi. Ê, nhưng các bạn đừng xem thường à nha. Sau khi xử lý xong thì những miếng thịt ở trên đầu heo hấp dẫn lắm, có nhiều da giòn nè. Phần cổ thì lại là toàn những miếng thịt ngon. Giống như mọi khi, sau khi ăn nhậu xong thì chúng tôi sát phạt. Lần này là cuộc thi bắn ná, thưa tất cả các bạn. Lại như những lần trước, tôi thích cho anh em tự quyết định số phận của mình. Làm xong ly thứ 5 thì các thằng âm binh rủ nhau lôi vũ khí giả ngoại mới của tôi ra để review. Tôi liền hết sức cản ngăn vì thằng nào thằng nấy cũng say quắc gần câu rồi. Mà chiếc e-scooter này chạy lên đến 40 mph trên giờ, tức gần 80 cây số một giờ đó. Nguy hiểm lắm. Mất công tiền mua heo và rượu, mỗi thằng chỉ bỏ ra 150 đô. Mà tiền nhập viện thì 15.000. Và video này sẽ trở thành video bom tấn thì nó kỳ lắm. Ở lần sau nè, bắt tay nè, hứa danh dự. Tuần sau qua tao cho review, ok? Ok. Rồi đây, cái kẹp đây phải không? Bỏ cái phấn chích cha xay bỏ luôn chỗ. Rồi, thằng nào bắn rớt được cái này, thằng đó thắng, ok anh em? Quê tao gọi là ná, quê mày gọi là gì quên rồi? Súng chạng phải không? Chạng ná. Súng chạng ná. Chạng ná sao? Chạng ná. Súng chạng. Súng chạng. Súng chạng. Ờ. Quê của tôi gọi là cần ná. Cần ná giống cần câu rồi đó. Ok anh em, 10 đồng. Mỗi thằng 10 đồng và mỗi thằng 3 viên. Thằng nào bắn rớt được cục phấn, thằng đó bờ lúc ăn hết luôn. Đây, bỏ 10 đồng nha, thôi là 10 này. Đạn bằng đứt sét. Bắn xong, trời mưa nó sẽ tan. 40 đồng đây. Mỗi thằng 10 đồng, thằng nào thắng bờ hết. 3 viên chưa? 3 viên rồi. Rồi 3 viên. Ok. Quay thằng nào sẽ là anh hùng. Đây, tôi cũng 3 viên đây. Bắn sao bắn, miễn sao phải đứng phía sau cái mức đó. Và anh nhảy cao đăng ký sẽ là người bắn đầu tiên. Thấy được cục phấn đó chưa? Rồi. Ba phát. Đúng. Rồi, bay tiếp tục đi. Phát thứ hai của anh nhảy cao là đây, thưa tất cả các đồng minh. Chết cha. Mày thấy ba cục phấn hay một cục phấn? Nói thật đi Thiên. Thấy một thôi hả? Vô. Được. Ủa. Mét nét nghe nó rồi. Cho lấy cục khác. Ừ, không tính nha, không tính nha. Ờ. Nó bắn sao mà cục kia chưa bay nó nát viên đạn, nó bóp. Nó bóp kiểu đó thôi, mấy chị em phụ nữ sợ nó lắm. Ngại ba cái vụ bóp á. Rồi vô tiếp đi. Viên thứ hai, rồi viên thứ ba. Anh ta chuẩn bị về hưu. Sẵn sàng chưa? Rồi thôi mà dẹp mẹ đi. Để tất cả các đồng minh, anh Samurai, Samurai của chúng ta sẽ là người thứ hai. Nhắm ghê lắm. Vô, rồi còn hai phát chua nữa đi anh. Kiểu này là tao với thằng Tuấn là bờ lúc rồi. Hai thằng mình với Tuấn à. Hai thằng mình chứ còn ai nữa. Bác thứ hai của anh trời sợ. Thằng em vợ trời sợ của tôi. Rồi. Phát cuối cùng của anh ta này. Yo boy. Yo boy. Cố lên nha.
30 đồng nằm trong tầm tay mà thôi, không có xa vời lắm đâu. Say hả? 30 đồng, bỡ cái đó. Rồi thôi dịp mẹ luôn. Bạn Hiên, ai nữa, còn mình với bạn thôi, hai thằng đã bắn xong rồi. Nè vô, chỉ còn hai thằng mình thôi. Không bạn thì là mến. Đó hy vọng là tao á. Đứng là đứng dưới cái vặt này hả? Phải đứng dưới cái mức đó đó. Rồi vô đi. Đừng rề ra quá, thằng này nó được cái này. Nó rất là cái lương. Nó vừa cái lương mà nó vừa chậm chạp. Tao say rồi, tao quay phim mà sao cái tay tao run run như thế này này. Đột nó. Mình làm gì vậy thằng kia? Làm trò ghê quá, hàm bộ cung rồi đưa đít lên trời. Được á, có tương lai á. Rồi, còn hai viên. Viên thứ hai của anh ta. Phải một cái ghế nữa. Mới có viên đầu tiên anh ta đã sợ rồi, quyết định ngồi xuống rồi. Tại sao mày phải ngồi? Mày có thể nói cho các đồng minh biết được lý do tại sao ngồi không? Hả? Tại sao ngồi? Thay đồ phong thủy thôi. Nhất mạng nhị tài tam phong thủy thưa các bạn. Tôi tưởng cái đó là do số mình làm giàu chứ thì ra bắn đá cũng vậy à. Súng trạng. Súng trạng. Vô đi. Rồi sao nữa? Phong thủy, tiên sư cái thằng phong thủy. Tương lai á. Trời, phong thủy hay quá trời ơi. Phong thủy á mày. Mày tin phong thủy, mày có từng nghe người ta nói câu là nhất vợ đàn bà nhìn nhà hướng nam chưa Tuấn? Mà khổ nỗi cục phấn nó nằm hướng bắc. Có đời mày không bao giờ bắn trúng. Mày đặt phong thủy hả mày? Phát thứ ba thưa tất cả các đồng minh. Rồi anh ta là đứng dậy, không thèm phong thủy nữa. Vâng, từ ghế đứng chủng mông. Rồi sao nữa? Cái lương thiệt á, nó cái lương quá, cái lương thiệt. Hồi nhỏ có chơi cái này nhiều không mày, bắn giỏi vậy? Lần đầu tiên chơi với tao luôn á, mà bắn giỏi quá. Hồi xưa có bắn chim nhưng mà lâu rồi. Bắn chim 20 năm rồi. Chim nó bay lên trời hay là chim? Chim đậu. À, chim đậu trên cây. À chim đậu trên cây, không phải là chim. Ok thì tao hiểu rồi. Vậy là chim muôn thú đó. Ok. Đây, để miền tôi. Bỏ cục phấn khác này. Các đồng minh hãy tin ở tôi này. Nếu bây giờ tôi bắn rớt là tôi với thằng Đá Mòn vào chung kết. Hai thằng kia coi như xong cuộc đời rồi. Còn nếu tôi bắn trật, Đá Mòn sẽ bờ 40 đồng đó. Bắn nha, phát đầu tiên nè. Phát thứ hai. Bắn thôi, chứ không phải là nhắm. Phát thứ ba. Tính tưởng mà ấy thôi chứ không phải là nhắm không á. Trời ơi. Hùng cảm ơn ai? Chia buồn nhé. Đi chia buồn với anh em đi, quay kìa cái mặt kìa. Trời ơi là trời. Nói cho mày, tụi tao say á, chẳng phải là tụi bắn dở hơn mày đâu. Cái này thằng Thiên hồi nhỏ có chơi đúng không? Thằng này thì hồi nhỏ chắc chưa có chơi. Nhưng mà thì cũng là cái kiểu mình nhắm thôi đúng không? Thì cũng dễ mà. Cũng lâu lắm rồi không chơi lại. Phong thủy, nói chung là anh ta từ ngồi xuống đứng lên ngồi xuống, cuối cùng lại thắng. Thôi, cảm ơn tất cả các đồng minh đã theo dõi video này. Bây giờ say quá tôi cũng chẳng còn biết nói gì và quay gì nữa. Hẹn gặp lại tất cả các đồng minh trong video khác. Và cũng cảm ơn những lời chúc sinh nhật của các đồng minh gửi đến tôi trên Facebook cũng như là khắp nơi nha. Khắp nơi là đâu tôi cũng chẳng biết. Bye bye.